USB thẻ nhớ, các bạn cắm vào đây. Sau đó các bạn sẽ bật máy tính và giữ cái nút này, cái nút boot này, thì các bạn giữ khoảng 5 giây xem cái đèn này nó nhảy ấy, thì lập tức là cái đèn này nhảy ấy, lập tức là nó đã nhận file ROM, là nó sẽ tự động up ROM cho cái main của chúng ta, rất là hay không ạ. Còn ở bên này ấy, có hai cái đèn đấy, hai cái công tắc, một cái là EPU và một cái là TPU. EPU có nghĩa là bật cái chức năng này lên, nó sẽ tiết kiệm điện năng cho cái hệ thống của chúng ta, nó sử dụng cái hệ số tiết kiệm của cái hệ thống của chúng ta một cách là tối ưu nhất cái năng lượng ấy, được chưa? Với tiết kiệm điện năng EPU. Thì bình thường ấy, thì nếu mà bạn chạy chức năng bình thường các bạn có thể bật cái chức năng EPU này lên được. Nhưng mà nếu các bạn đang gaming hoặc là các bạn đang ép sung thì các bạn sẽ phải bật cái chức năng, các bạn sẽ tắt chức năng EPU này đi để cho nó, để nó sử dụng cái điện năng tốt nhất, để nó không cần tiết kiệm điện năng cả. Còn bình thường ấy thì mình không hay bật cái EPU này lên đâu, mình cứ để bình thường thôi, không cần tiết kiệm điện năng gì cả. Còn cái TPU này đó chính là ép sung tự động, được chưa? Có nghĩa là khi bật cái chức năng TPU này lên ấy, thì cái hệ thống của chúng ta, cái main board của chúng ta sẽ đẩy sung CPU, có nghĩa là tự động đẩy sung CPU và RAM lên một cái mức tối ưu nhất của hệ thống. Thường ấy thì mình không bao giờ sử dụng cái TPU này, thì mình thường ép sung bằng tay thì nó tốt hơn. Có nghĩa là ép sung ở chế độ BIOS của máy thì nó sẽ, mình thấy là nó sướng hơn và nó hay hơn. Thì cái này, chức năng này nó chủ yếu là dành cho em thích bọc hay nghịch thì nó mới sử dụng nhiều. Chứ thường ấy thì mình không hay sử dụng. Một cái tính năng nữa đó chính là của cái RAM. RAM ở bên trong ấy thì nó có một cái con memory OK. Các bạn xem này, đây là memory OK. Đấy, nó hỗ trợ công nghệ rất là tiên tiến không ạ? Các bạn xem này. Đợi cái máy của mình chỉnh nét lại này. Đấy, cái memory OK này các bạn. Cái memory OK này. Cho các bạn xem này. Sao nó nhìn mờ thế nhỉ? Đấy đấy. Cái memory OK các bạn xem này. Memory OK các bạn ạ. Cái memory OK này có nghĩa là khi các bạn chạy ấy, khi các bạn đang chạy ấy, cái thanh RAM của các bạn bị lỗi, có nghĩa là nó sẽ reset toàn bộ cái bộ nhớ RAM ở đây, cái thông số RAM ở đây. Khi bây giờ các bạn có một cái thanh RAM các bạn cắm ở đây bị lỗi, và các bạn test sang một cái máy khác nó còn sử dụng được chẳng hạn, và các bạn tiến hành lau chùi đi, sau đó các bạn sẽ cắm lại vào, sau đó các bạn bấm cái nút memory OK này thì nó sẽ tự động set lại cái RAM của chúng ta, được chưa? Hoặc là khi các bạn ép sung bị lỗi chẳng hạn, máy chúng ta không khởi động được và nó báo lỗi RAM hoặc là nó báo lỗi nháy đèn ở đây, thì các bạn bấm vào cái memory OK này thì nó sẽ lập tức là nó sẽ reset lại toàn bộ cái hệ thống RAM của chúng ta. Đấy, đây là một chức năng rất là hay, khôi phục cái RAM của chúng ta khi chúng đạt bị lỗi. Đấy, và nó có hỗ trợ với các bạn các công nghệ như là công nghệ Digi cộng VRM, được ạ? Đấy, những công nghệ rất là mới đó các bạn. Lấy đây là toàn bộ cái hệ thống của chúng ta, và các bạn có thể cắm đây, hệ thống của chúng ta rất đơn giản. À, các bạn sẽ xem các cổng kết nối của nó này. Các cổng kết nối của nó thì nó có rất nhiều cổng kết nối. Đấy, bên này có các cổng kết nối. Thì đầu tiên sẽ là cổng kết nối HDMI.
sẽ là cổng kết nối HDMI ở đây. Cổng HDMI, cổng DVI và cổng VGA, hay là còn là cổng D-SUB cho các màn hình CRT thế cũ. Cổng HDMI nó hỗ trợ với các bạn xuất ra cả hình và cả tiếng. Cổng HDMI hỗ trợ xuất ra cả hình và cả tiếng ra màn hình hay là TV thế hệ mới. Cổng này hiện đang hot trên thị trường hiện nay. Tất cả các TV thế hệ mới đều hỗ trợ cổng HDMI, các bạn lưu ý nhé. Cổng này, cổng DVI, nó sẽ chất lượng hình ảnh của nó sẽ cao hơn cổng D-SUB. Dạ, đấy. Đó, được chưa? Và còn thiếu một cổng mới nhất hiện tại nữa, đó chính là cổng DisplayPort. Cổng DisplayPort, cổng DisplayPort hiện tại nó không có. Đây là cái output của cái dây cắm rồi, không phải cổng DisplayPort. DisplayPort nó không hỗ trợ trên cái main này. Và bên này là cái chuột bàn phím. Đây là cái bàn phím. Hiện tại tại sao nó vẫn hỗ trợ cái bàn phím này? Đây là cổng PS2. Thì hiện tại thì nó vẫn hỗ trợ với các bạn cái cổng này, vẫn cho vào tính năng, bởi vì cái cổng này hiện tại nó vẫn đang phổ biến trên thị trường này, và cổng này nó cũng có chất lượng và nó cũng khá tốt. Được chưa? Vẫn có, cho nên là họ vẫn trang bị được cái cổng PS2 của bàn phím vào đây. Thì các bạn thấy là thường những main mới hiện tại nó vẫn có trang bị cái cổng PS2 của bàn phím này, của chuột này. Đấy. Và cổng các bạn, nó có cổng mà có 4 cổng USB 3.0, được chưa? 2 cổng USB 3.0 ở trên và 2 cổng USB 3.0 ở dưới. Vào cổng USB port và jack nó cũng có thể cắm được cổng 3.0. Và có 2 cổng USB 2.0. Đằng trước nó cũng có, và các bạn cũng có thể là cắm ở đây một cổng USB 3.0 nữa ở đằng trước. Đấy, các bạn thấy chưa? Cổng này là cổng USB 3.0 để cắm nối dây ra đằng trước. Đó. Đằng trước chúng ta cũng có cổng 2 cổng USB 2.0 nữa. Đằng trước này đấy, nó hỗ trợ với các bạn cái đường dây đầu nối ra. Đấy, các cổng USB đây. Các bạn có thể nối dây ra 1, 2, 3. Rất nhiều cổng USB. Đó. Và bên này có cạc mạng Gbit LAN hay là cạc mạng để nối ra dây mạng. Đấy, dây mạng. Và các cổng sao, các nối âm thanh và mic cắm vào đây. Thường đây cổng xuất ra này, cổng mic vào này, xuất ra mic vào này, đấy. Còn những main của chúng ta đã cắm các màn hình ấy thì thường ấy, người ta sẽ sử dụng cả cái chân của cái cạc màn hình luôn, có nghĩa là lấy hình ở cái cạc màn hình ấy, bởi vì cạc màn hình thường nó có độ phân giải cao và nó sẽ xử lý hình ảnh tốt hơn, được chưa? Nhất là anh em chơi game và đồ họa, thường người ta sẽ sử dụng bên cạc màn hình, ít sử dụng trên các onboard, có nghĩa là cạc màn hình onboard trên tích hợp trên main. Thường ấy thì các bạn xem những main cho dân đồ họa ấy, thường người ta sẽ không có VGA onboard, có nghĩa là không có VGA tích hợp ở trên main. Thì do làm sao? Bởi vì nếu mà VGA tích hợp ở trên main, nó sẽ mất đi một số bộ nhớ RAM của hệ thống để nuôi cái cạc màn hình onboard. Thường ấy, nếu mà các bạn chạy cạc màn hình tích hợp ấy, thì chạy các màn hình rời ấy, được chưa? Thì nó sẽ lấy RAM của cái cạc màn hình luôn. Đấy, cho nên nó sẽ không bị tốn cái RAM. Cho nên ấy, một số máy ấy, để tiết kiệm cái hệ thống RAM của chúng ta, thì có một số main ấy, nó không có cái cạc màn hình tích hợp. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cho với các bạn xem một cái. Đây, mình sẽ cho với các bạn một cái main của hãng MSI. Đây là main khá cổ. Đây là main dành cho dân game và đồ họa. Nó không có cái cạc màn hình tích hợp, có nghĩa là cạc màn hình onboard ở trên main. Các bạn thấy chưa? Nó không có. Đấy, nó chỉ như thế là nó là chạy luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó không có cạc màn hình tích hợp. Cho nên ấy, cắm ở đây ấy, nó sẽ sử dụng cái bộ nhớ của cái cạc màn hình luôn. Cho nên nó không bị mất cái bộ nhớ của cạc màn hình. À, không biết bất bộ nhớ RAM của hệ thống. Đấy, rồi ok. Đấy, mình đã giới thiệu sơ qua cái mainboard hiện tại khá một cái này. À, nó cũng đang khá phổ thông này, được gọi là tầm trung.
Đó, các bạn chiêm ngưỡng sơ qua cái bên này. Và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Chúc các bạn thành công. Ok. Đấy. Mên tích hợp rất nhiều thì nó cắm được rất nhiều các thiết bị ngoại vi, ví dụ như bây giờ mình đang cắm full 6 ổ cứng à. Đấy, full 6 ổ cứng. Và nguồn của mình cũng xuống nguồn rất là khủng, và chân cắm CPU của nó là chân cắm 8 pin đúng không ạ? Đấy, và các bạn phải thường xuyên vệ sinh. Bây giờ mình sẽ cắm lại cái máy của mình. Đó, rất khủng bố. Để có một hệ thống làm việc tốt ấy thì lâu lâu chúng ta cần